Ngày 28 tháng 9, tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, lực lượng chức năng địa phương đã ra quân hỗ trợ người dân tại các ấp Đông Thành, Đông Tiến, Đông Hiệp bị ngập lụt do cơn mưa lớn xảy ra đêm 26 tháng 9. Cũng trong ngày 28 tháng 9, đại diện Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã có mặt tại ấp Đông Tiến với 46 hộ dân bị ngập từ 0,6 đến 1 mét để cùng chính quyền địa phương kiểm tra, khảo sát về tình trạng ngập úng. Nước nhà lên tới đó, ngay chỗ lên miếng nền đó, ngay chỗ cái dáng đó đó. Cũng phải muốn cho nó khô ráo, cho nó đừng có ngập nữa. Tại vì nhà mình khổ, mình kiểu như mình chưa có tiền mà để đổ đất. Mình phải yêu cầu là xã kiểu như móc mương hay móc gì đó, đừng cho nó ngập được rồi. Cái đợt mưa năm nay thì nó kéo dài từ đầu năm tới giờ. Và chủ yếu là những trong cái tháng 9 này, thì cái lượng nước bất thường ngập về thì gây ngập úng một số khu vực ở khu dân cư, chẳng hạn như ngập ở khu vực tổ 1 của ấp Đông Thành, tổ 5 của ấp Đông Tiến, tổ 16 của ấp Đông Tiến, thì cái lượng nước ngập lên thì nó dâng lên nhà dân, chỗ cao nhất thì ngập từ 1,2 đến 1,5 mét. Với cái việc mà nước ngập đó thì xã cũng có triển khai một số cái giải pháp để kịp thời là ứng cứu người dân, di chuyển tài sản. Thứ nhất là di chuyển tài sản nè, vật nuôi nè, rồi đồ đạc của người dân lên cái khu vực cao. Và trước hết là di chuyển đó là người già và trẻ con từ cái vị trí mà ngập sâu 1,2 mét đến 1,5 mét đó, thì xã đã di chuyển người già trẻ con ra ở cái nơi an toàn. Còn đối với tài sản vật nuôi thì xã cũng trưng dụng tất cả các lực lượng, trong đó có lực lượng dân quân thường trực ứng phó 3 địa điểm ngập úng trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì xã đã có những cái giải pháp đã ứng phó kịp thời. Thì nhưng hiện nay vẫn còn ngập, tất cả khu dân cư vẫn còn ngập, nhưng mà cái lượng nước rút xuống thôi. Cái giải pháp trong thời gian từ đây đến cuối tháng và có thể trong mùa năm nay thì xã cũng sẽ tiếp tục kiện toàn lại cái ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của xã để kịp thời ứng phó những tình huống mưa lớn, mưa trong vòng thời gian kéo dài 1 đến 2 tiếng thì khả năng nước sẽ ngập và dâng lên. Trong thời gian tới xã cũng có đề xuất ngành cấp trên, cũng sở nông nghiệp, rồi ủy ban dân tỉnh cũng có giải pháp, đó là nạo vét cái suối nước đục. Suối nước đục là suối có cái thượng nguồn ở bắt nguồn từ phía Campuchia, chảy qua địa phận của xã Tân Hà, rồi chảy qua địa phận xã Tân Đông, rồi dẫn về lòng hồ Dầu Tiếng á. Thì xã đề xuất là cái nạo vét mở rộng thêm cái dòng chảy, cái nhánh suối này, thì để chống cái ngập úng trong thời gian sắp tới. Một số đề xuất thêm của xã đó việc thi công cái đường 794, đường DT794 á, thì cũng mong rằng cấp trên cũng quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công cái đường 794 để kịp thời đấu nối các tuyến cống để thoát nước kịp thời trên cái đường 785 này, để cũng chống cái ngập úng trên cái tràn nước qua đường, bảo vệ tính mạng an toàn cho người dân. Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ ở xã Tân Đông, Tân Hà, huyện Tân Châu xảy ra ngập lụt do mưa lớn, mà tại các huyện Tân Biên, Dương Minh Châu cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ ở một số khu dân cư. Các địa phương có người dân bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lớn gây ngập úng đã chung tay tích cực hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.